Vào một đêm, một đứa trẻ được cho là mang sức mạnh to lớn nghìn năm có một đã được sinh ra. Và đứa trẻ đó là Sinbad, người tương lai sẽ là vua của thất hải. Vào một ngày, lúc cha của Sinbad đang ngồi nhậu với anh em bạn bè thì quân lính tìm đến giao cho ông ba bịch tiền vì đã lập được nhiều chiến công hơn bất kỳ ai. Nhưng ông thẳng thừng từ chối vì bản thân không đáng. Ông muốn quân lính hãy dùng tiền đó để đãi mọi người một chầu. Xong việc thì ông để tiền lại và ra về. Ai cũng nghĩ ông là một kẻ kỳ quặc bị cụt một chân, Ông sau đó đã đi đánh cá về cho gia đình thì phát hiện Xin Bát đã lén lên thuyền và ngủ ở đây. Vì bất cản của bản thân nên ông hứa sẽ đưa con trai về nhà an toàn. Hai cha con sau đó gặp bão và Xin Bát đã chỉ cha lối đi. Ông thành công ra khỏi bão và thấy Xin Bát đúng là có sức mạnh đặc biệt. Cha dạy cậu phải biết dùng sức mạnh vào điều đúng đắn và tránh xa những kẻ độc ác. Hai năm sau, Xin Bát đã lên năm tuổi và muốn được cùng cha đi đánh cá. Cha không cho vì cậu vẫn chưa đủ. Đột nhiên nhiều người kéo đến và trách móc cha của Xin Bát là đồ ngoại xứ lý do là vì đất nước lúc này đang đấu tranh tư tướng với đế quốc nên không tha thứ cho kẻ nào từ chối tham gia chiến tranh huống hồ gì cha lại từng là một anh hùng nhưng cha chẳng quan tâm đến đất nước này hay chiến tranh mà chỉ quan tâm đến việc tối nay ăn gì và mai trời trong xanh hay không thế là ông bị đánh đến bất tỉnh xin bát trách bố vì từng là anh hùng mà không đánh lại mấy kẻ đó và rồi chạy đi mất tối đó xin bát vừa ăn vừa tức cha nhờ cậu ra lấy nước còn mẹ cho rằng họ nên thay đổi chứ cứ nhẫn nhịn như này thì sớm muộn gì cả nhà cũng cực khổ hơn Đột nhiên Sinbad chạy vào báo tin là tìm thấy người ở ngoài, cả nhà đã trị thương cho người này và lúc tỉnh dậy, ông cảm ơn vì Sinbad đã cứu mạng ông. Ông là Darius, một thương gia và mới bị đắm tàu rồi trôi dạt vào đây. Cha đã mời ông ở lại nhà nhưng mẹ thấy nhà này quá nhỏ. Sinbad thắc mắc sao tóc ông màu vàng thì Darius đã cho cậu biết về sự đa dạng của thế giới. Thấy con trai quý Darius thì cả nhà cũng chẳng có lý do gì để đuổi đi. Những ngày sau đó, Sinbad liên tục được nghe chuyện từ Darius. Vì Darius là người có kiến thức uyên thâm và kể chuyện rất hay nên trong lòng Sinbad thấy vô cùng thích thú và thế giới trong mắt cậu càng được mở rộng thêm qua những câu chuyện. Sáng hôm sau, Darius xin phép rời đi để không phiền đến gia đình. Nhưng quân lính tìm đến và cho biết là có kẻ gián điệp lẩn trốn quanh đây. Vừa xông vào thì Darius đã lao ra giết hết và bắt Sinbad làm con tin để rời khỏi đây. Mẹ cậu cố xin Darius thả con trai ra nhưng xung quanh chẳng ai giúp đỡ. Darius dù đau lòng nhưng ông có trọng trách phải phục vụ đất nước cha xin bát tìm đến và quỳ xuống xin ông thả ra nhưng ông không thể phản bội đất nước và trở thành kẻ ngoại lai như cha cha đã lao đến găm một dao vào người darius và cứu xin ông không quan tâm bản thân bị gọi là gì nhưng ông sẽ làm mọi thứ để bảo vệ gia đình khỏi nguy hiểm vài ngày sau cha của xin bị bắt và cả nhà có thể sẽ bị trục xuất vì chứa chấp gián điệp người dân liên tục chửi rủa và xua đuổi cả nhà xin không nhịn được mà nói lại họ định động vào cậu thì cha đã trừng lên cặp mắt đáng sợ ông quyết định từ giờ sẽ tham chiến và cho họ thấy những gì chiến tranh đã đem lại. Ông giao xin bát nghĩa vụ phải chăm sóc mẹ và rồi chấp nhận bị dẫn đi. Vài tháng sau, tin cha đã qua đời được gửi về cùng với con dao và một chiếc túi. Xin bát sau 9 năm giờ đây đã là một thiếu niên mạnh mẽ hơn, một thời gian sau đó. Quân lính của đất nước đã quyết định đi chiếm một ngọn tháp gọi là tháp vọng lâu. Đây là khu vực nằm giữa hai nước và chiếm được sẽ có lợi thế rất lớn, tuy nhiên đã 10.000 người thử và chưa một ai sống sót cho đến khi một chàng trai trẻ quyết định đương đầu với nó. Tại một thị trấn nọ, một đoàn thương gia đã đến đây và bị cướp vây hãm. Chúng đều là những kẻ đào ngũ và người dân thì cũng mặc kệ đoàn thương gia đó, nhưng Sinbad đã xuất vào một mình tay không xử lý cả nhóm cướp. Cậu thắc mắc về việc đoàn này không có đàn ông đi theo thì biết là đàn ông con trai đều đã phải ra trận. Nhiều thị trấn khác cũng có kẻ đào ngũ và bị dồn đến mức phải đi cướp, cậu muốn họ thuê cậu làm bảo vệ nhưng giờ thì cũng không cần nữa nên họ muốn cho cậu ít trái cây để trả ơn. Đột nhiên họ phát hiện một thanh niên đang núp trong đây. Xin Bát đã đưa cậu ta đi theo và cậu ta là Junan và là một nhà du hành có sở thích lập dị là ở trong nơi chật hẹp và tối. Xin đã dẫn cậu ta về thị trấn và cậu giờ đã làm thân với mọi người trong đây. Họ cũng quý mến cậu. Xin Bát đã dùng ít trái cây tươi để đổi lấy thuốc về cho mẹ cậu. Sau khi giúp đỡ mọi người thì cậu đã dẫn Junan về nhà. Cậu ngay lập tức vào chăm sóc người mẹ đang bị ốm. Sáng hôm sau, Xin Bát đã ra ngoài sớm để tìm việc. Junan và mẹ Sinbad đã có một cuộc trò chuyện nhỏ. Bà lo rằng chính bản thân đang là thứ níu giữ Sinbad lại nơi này. Cha từng nói cậu có năng lực đặc biệt nhưng vì người mẹ bệnh này mà cậu cứ luôn kẹt ở cái nơi nhỏ bé. Bà muốn Junan hãy dẫn lối cho Sinbad nếu bà có mệnh hệ gì. Junan hứa và đột nhiên bà thím gần nhà tìm đến cho biết là Sinbad đã gặp chuyện. Cậu lúc này đang bị quân lính áp chế vì đã né tránh đơn nhập ngũ rất nhiều lần. Cậu từ chối nhập ngũ nên bị đánh đập. Tên chỉ huy cho rằng người dân cần phải có ý thức chiến đấu bảo vệ dân tộc. Nhưng cậu không phải công cụ chiến tranh. Cha cậu và đàn ông nơi này ai cũng nhập ngũ nhưng chẳng hề trở về nên cuộc chiến này chỉ khiến người dân cực khổ. Nhưng tên chỉ huy đã lấy mẹ cậu ra để uy hiếp. Rằng không nhập ngũ thì cậu sẽ bị quy vào tội phản quốc, đám lính cho cậu ba ngày suy nghĩ và bỏ về. Cậu không biết phải làm gì vì giờ đầu quân thì sẽ bị đưa vào tháp vọng lâu. Nơi 10.000 người đã chết, không vào thì cả cậu lẫn mẹ đều gặp nguy hiểm. Junan cho rằng cậu nên tham gia và giành lấy sức mạnh từ tháp vọng lâu rồi dùng sức mạnh đó bước lên làm vua và thay đổi lại đất nước. Đó là lời gợi ý Junan cho. Nói xong thì cậu ta cũng đi mất. Trong lúc đó, tên chỉ huy kia là Dragon đã được nhà vua cho một trăm lính để vào tháp. Thanh niên này biết nhà vua đang đẩy họ vào chỗ chết vì một nghìn người còn không lại. Một cô gái là seren đã tìm đến cậu ta. Cô là công chúa và cả hai là bạn từ nhỏ seren có nghe tin thằng bạn sẽ dẫn một trăm lính đi chinh phục tòa tháp nên dragon hứa là sẽ thành công để không làm mất mặt cô sáng hôm sau dragon dẫn quân đến nhưng thiếu xin bát nhưng cậu đứng ra tuyên bố sức mạnh của tháp sẽ về tay cậu và đi vào trước cậu cũng tạm biệt junan trước khi vào cậu cũng nhớ tới lời mẹ dặn đêm qua và mang theo cây kiếm kỷ vật mà cha để lại mẹ thì đã có hàng xóm chăm sóc nên cậu cứ yên tâm xin sau đó cứ thế đi vào tòa tháp và junan tự hỏi một cá thể phi thường như cậu sẽ thay đổi thế giới ra sao Sinbad sau đó đã tỉnh dậy và thấy bản thân đã ở bên trong, cậu tiến về phía trước và chứng kiến khung cảnh kỳ lạ nhưng cũng khá hùng vĩ trong này. Cảnh vật và muông thú thì kỳ lạ, nhiệt độ thì ẩm, đột nhiên một con rồng lao qua và tấn công quân lính bên dưới. Những con rồng đã liên tục kéo đến và quân lính dưới kia dần bị xử lý, chỉ mỗi Dragon còn sống. Nhưng cậu ta sắp bị dồn vào đường cùng thì Sinbad đã đến cứu. Dù được cứu nhưng Dragon chẳng có tí thái độ nào là biết ơn và còn nói Sinbad là được ngông cuồng vào trước cậu thấy cậu ta như trẻ danh nên cậu ta đứng ra giới thiệu cái tên dài ngoằng của mình một cách đầy tự hào khiến xin bát mắc cười cả hai gây gỗ thì thấy trên trời xuất hiện sinh vật khổng lồ nên giờ không phải lúc để làm trò hề nữa cả hai điều tra thử thì con này có vẻ là vua rồng khi nó ăn cả đồng loại và để qua cửa thì nó sẽ là thử thách lớn nhất trước mắt cậu ta muốn xin bát ra làm mồi nhử và hy sinh thay để cậu ta tiến lên nhưng suy nghĩ ấu trĩ đó chính là thứ khiến quân lính bỏ mạng nên thích thì tự đi mà làm cậu ta đã tự mình đi và bị nước ngầm phun vào rồng thì tấn công nhưng sau khi đi lén và né được con to thì cậu ta cũng đến được cửa nhưng nó không mở khiến hy vọng của cậu ta vụt tắt con to giờ đã bắt đầu để ý cậu ta sắp chết đến nơi thì một lần nữa được xin bát cứu cậu ta giờ đã mất ý chí và muốn chết chỉ vì bản thân bất tài và lạm quyền cậu đã thông não cho dragon về một đất nước hương thịnh thật sự là như thế nào chứ không phải đất nước chuyên đẩy người dân vào chỗ chết cậu sau đó đã tiến lên và cầm lấy khiên của dragon để làm ván và lướt trên dòng nước ngầm cậu lao đến chém một nhát vào con rồng và sau đó lộn một vòng trên trời và nhảy xuống cắm thẳng kiếm trên đầu nó. Con rồng tạch và cả hai có viên ngọc để qua cửa, Dragoon thấy xin bát quả là một người kỳ lạ. Nhìn thì giống kẻ ngốc nhưng lại rất bình tĩnh và giải quyết mọi chuyện. Cả hai đã vượt qua những thử thách cùng nhau và đến được một sinh thự nhìn mới nhưng bên trong thì cũ kỹ. Xin bát tìm được một cây đèn và gọi ra được thần đèn trong đó. Thần này không cho điều ước mà cho sức mạnh để làm vua nên cả hai đã tranh giành nhau và quyết định người sở hữu bằng một trận đấu. Sinbad đã lao đến nhưng kiếm thuật của cậu vẫn thua một người được đào tạo bài bản như Dragon. Có điều cậu đã tay không giữ kiếm của Dragon lại rồi chuyển sang đấm tay đôi. Cậu ta dần mất ý thức nhưng nhớ đến lời dặn từ công chúa là phải sống sót trở về thì vẫn cố gắng gượng đứng vững để rồi ăn một cú nốc ao từ Sinbad. Cậu ta vẫn muốn bảo vệ cho công chúa bằng cách mạnh mẽ lên để có tiếng nói và phản đối hôn sự của cô với anh trai cậu ta. Nhưng Sinbad còn nhiều người cần bảo vệ hơn nên cậu cũng cần sức mạnh này cậu sau đã đánh bại hoàn toàn Dragoon và được thần đèn chọn làm chủ nhân. Ông là ban và chỉ sau một phép ông đã đưa cậu và của cải ra ngoài, quân lính muốn ăn chia nhưng xin bát bảo éo, vì đây là đồ cậu tự mình kiếm được. Junan đã tìm đến và chỉ cậu dùng sức mạnh từ thần đèn và ông đã xử lý đám lính bằng phép thuật, còn Junan thì cho cậu một chuyến bay cùng với của cải cậu kiếm được. Cậu được đưa về thị trấn nhưng người dân đã đưa cậu đi gặp mẹ. Bà đã quá yếu và sắp ra đi, mẹ kịp chăn chối những lời cuối về xin bát rằng cậu đã chững chặt và đủ mạnh mẽ để phiêu bạt ngoài đời, cậu cũng chẳng thể nói gì với mẹ thì bà đã ra đi. Cái tên xin bát cũng bắt đầu nổi danh nhờ việc chính phục được tháp vọng lâu. Cậu nghiễm nhiên trở thành cái gai trong mắt hoàng tộc, công chúa Siren đã đến tìm cậu tính sổ thì bị cậu làm cho xấu hổ và rồi bắt lên thuyền. Cậu cần cô làm con tin để thuận lời rời cảng và rong buồm ra khơi, cậu thả cô lại trong một cái thùng trước khi rơi xa nơi cậu xem là quê hương để lên đường thay đổi thế giới sau khi xin bát chinh phục được tháp thì những cửa ải khác cũng đã mọc lên khắp nơi trên thế giới một kỷ nguyên chinh phục các hầm ngục được mở ra còn xin bát thì đang lạnh cóng ở đâu đó lúc này cậu bắt gặp một đôi nam nữ đang bị thủy quái đuổi theo nữ đã ngất và được đưa lên thuyền còn người nam thì quyết chiến đấu bằng được anh ta phóng lao vào cổ con thủy quái nhưng nó quá cứng và chẳng si nhê xin bát đã lái thuyền đến và giáng xét vào đầu nó khiến nó bị đánh bại hoàn toàn trong lúc đó Dragon đã dẫn quân đi bắt bằng được xin bát về vì cậu đã mắc tội phản quốc và còn làm nhục công chúa. Dragon được giao cho lực lượng bí mật của vương quốc để đi đoạt lại đèn thần cho nhà vua. Và nơi Sinbad đang đến lúc này được cho là vùng đất của bộ tộc man dợ thích chiến đấu. Trong lúc đó, Sinbad đã cùng cặp đôi kia lên bờ. Cậu được cho biết sinh vật này là kỳ lần biển. Cô gái tỉnh dậy và nghĩ là anh trai đã hạ được con quái. Sinbad cố chào hỏi một mỹ nhân thì cô có vẻ làm ngơ khiến cậu hơi quê. Hai bên sau đó đã giới thiệu nhau. Cô gái là Zika còn anh trai là Hina tuy đã lớn nhưng thích dùng tên lúc nhỏ. Cô cho rằng việc anh trai giết được quái sẽ khiến anh trai có được danh hiệu. Và cô gái đẹp nhất vùng sẽ để ý anh. Tối đó, Sinbad muốn nghe về nơi ở của cả hai thì biết cha họ là tộc trưởng và người trong làng không thân thiện lắm với người ngoài. Cậu vẫn muốn đi xem vì chỉ vậy mới thay đổi được thế giới. Đêm đó, cậu xin lỗi Hina vì cướp mồi của anh ta nhưng cậu không phục vì anh đã cố để cứu em gái. Sáng hôm sau, Cả ba về làng thì đúng như dự đoán khi cha cả hai AKA tộc trưởng không cho phép người lạ vào làng, nhưng vì hai anh em đã cố giúp nên cậu tạm thời được cho phép. Trong lúc đó, Dragon nghe tin đám sát thủ mang theo đã lẻn đi đến làng để ám sát Sinbad. Cha của hai anh em lúc này đã kể về việc lúc Hina đi thực hiện nghi thức trở thành chiến binh thì ở gần đây đã xuất hiện một kiến trúc lạ mọc lên. Sinbad không cho ông đem người đến điều tra vì đó là một hầm ngục và rất nguy hiểm. Ông cũng có nghe về hầm ngục và người đầu tiên chinh phục nó xin bát rút kiếm ra chứng minh bản thân là người đã chinh phục nên tộc trưởng đã xin lỗi vì đã thất lễ với cậu hina thấy khó xử vì ai cũng nghĩ anh đã đánh bại con quái trong khi xin bát mới là người ra tay cả làng sau đó đã mở tiệc để chào đón sự ra đời của một chiến bình nhưng trong lúc ai đấy đang vui vẻ thì hina đã lên núi suy ngẫm vì anh ta sợ nếu chuyện lộ ra thì anh sẽ phải nhận sự khinh bỉ từ cả làng em gái đã tìm đến động viên và gọi anh trai về nhưng một tên sát thủ đã nghe được và lần theo Tên này định ám sát xin bát trong đêm thì cậu quay sang đạp chúng và tỉnh dậy chỉnh đấu. Tên kia vật được xin bát thì nghĩ là ngon ăn nhưng cậu đã rút kiếm và dùng sức mạnh áp chế và trói hắn lại. Cậu nhận ra tên sát thủ này cũng chỉ là một đứa nhóc hỗn xược. Nó đã chuẩn bị đồ để cắt dây nên càng phô trương sự hỗn láo hơn và còn khoe khoang việc đã tự tay hại chết bố mẹ khiến xin bát rất tức giận. Hắn cắt được dây và ném bom khói rồi bỏ trốn. Hai đồng đội đã vớt hắn về và tên này thề sẽ lấy mạng xin bát. Hina hỏi đám kia là ai thì mới nghe về tội danh của Sinbad. Nhưng cậu vẫn không sợ hãi mà tự chọn lấy con đường cho bản thân khiến Hina chạy lóng. Lúc gần sáng, Hina đã lén đi đến hầm ngục để chứng tỏ bản thân cũng là một chiến binh như Sinbad. Sinbad cũng lên đường và hứa sẽ mang Hina trở về an toàn. Hina lúc này đã vào hầm ngục còn cậu giờ mới đến cửa và Junan thấy cậu lại sắp đương đầu với thử thách mới. Hina đã vào chạm mặt thử thách đầu tiên là đàn bướm ăn thịt. Anh bị chúng bay lấy nên đã chui xuống nước và bơi đi trong lúc đó thì dragon và đám sát thủ cũng đã vào đến đây hina sau đó đã đến được cánh cửa và bị một con cua pha lê chặn đường anh không muốn bỏ chạy nữa nên chặt đứt càng nó khiến nó ném anh xuống nước cả hai vật lộn dưới nước xong lại lên bờ và hina đã quẳng con cua vào tường nhưng tên sát thủ của dragon đã xử lý chúng sau đó ngang nhiên lấy chìa khóa và mặc kệ hina rồi đi tiếp nhưng anh lao đến đòi lại thì hai tên đi theo đã dùng đến sức mạnh đột biến để chống trả đang bị quay thì đúng lúc này xin bát tìm đến giáng xét Cậu chào hỏi lại Dragoon và biết được cô phù thủy đi theo sau là Pha Lan. Cậu sau đó đã bị tên sát thủ nhắm đến còn Hina thì đối phó hai tên kia. Xin bát bì tên sát thủ trói quanh người và bay nhảy nhưng rồi vẫn ăn một đấm. Nhưng Hina bị đánh gục còn Dragoon thì ban rơi kiếm. Tên sát thủ ném ám khí thì Hina phải chạy đến chặn cho cậu rồi cả hai kéo nhau xuống nước trốn. Cô phù thủy đã khiến cả mặt nước đóng băng và bỏ qua Sinbad để đi lấy kho báu trước. Hina trách Sinbad vì đi theo anh, Hina phải lấy bằng được sức mạnh của nơi này nhưng Sinbad thấy anh vốn đã rất mạnh. Còn Dragon thì đã gọi được vị thần của nơi này. Ông ta nhận ra Pha Lan chỉ là con dối nên phá hủy cô ta. Thần đen đã hóa nhỏ lại và muốn biết Dragon định làm gì khi có sức mạnh thì cậu ta vẫn đòi phục vụ vua nên nó thấy chán mà không trao. Vì năng lực để làm vua mà giao cho một tên chỉ biết phục vụ thì phí phạm. Sinbad và Hina cũng tìm đến để đòi sức mạnh thì thần đèn muốn họ tham gia một trò chơi, ai cũng được quyền tham gia và hoàn thành thì được sức mạnh. Xin bát cũng tham gia dù cậu đã có một thần đèn. Thần đèn kia đã giải thích cho họ biết luật chơi là bắt con mèo này trước khi hết thời gian của đồng hồ nước. Nếu hết giờ chưa xong thì ở lại đây luôn. Ai nấy đều tranh giành nhau mà không chịu hợp tác nên bắt mèo đã khó mà bị phá nữa thì còn khó hơn. Xin bát biết cứ vậy thì sẽ bị nhốt nên cậu muốn chơi sòng phẳng là họ sẽ vây quanh và ai bắt thì ăn. Cậu sẽ ra hiệu bắt đầu và không tham gia vì cậu muốn ưu tiên giữ mạng. Nhưng ai cũng nhận ra cậu có ý đồ có điều giờ thời gian đang là áp lực nên nghe cậu ra hiệu thì tất cả đều lao vào con mèo nhảy lên thì xin bát đã lao đến bắt lấy trước khi hết giờ cậu cho rằng bản thân sẽ là người lấy sức mạnh vì cậu cần nó nhất cậu muốn tạo nên một thế giới nơi sự bất công không còn tồn tại và cậu sẽ biến thế giới thành một đất nước hội tụ đủ mọi thứ để làm việc đó cậu cần họ giúp sức ai nấy cảm thấy như bị xin bát cảm hóa hina đã hình thành nên một mong muốn là được đi theo xin bát cậu cho biết bản thân cần những chuyên gia và những người bạn để cùng chinh phục cả thế giới cậu sau đó có mời bộ ba ba sát thủ về đội. Nhưng tên nhóc này chỉ giả vờ rồi cứ thế định tấn công cậu, nhưng cậu không từ bỏ hy vọng cảm hóa cậu ta. Đột nhiên ba tên sát thủ bắt đầu xuất hiện triệu chứng lạ do ả à phù thủy nhúng tay, xin bát quyết phải làm gì đó để cứu lấy ba người sẽ là đồng đội với cậu. Thần đen cho cậu biết đây là một dạng hắc pháp thuật biến con người thành sinh vật hắc ám. Xin bát vẫn quyết tâm phải cứu họ bằng được vì họ đã đồng ý theo cậu và cậu xem họ là đồng đội. Ba người kia đã biến thành một con nhân ngưu và chỉ một đòn đã khiến Sinbad văng vào tường. Dragon muốn cậu dùng năng lực từ thần đèn nhưng thần mèo cho cậu biết là con quái kia có lõi đang hút sinh lực từ ba người kia, nên phá được lõi ở ngực thì cứu được cả ba. Nhưng để làm được thì lại là một vấn đề, Hina và Dragon đã phải thu hút chú ý của con quái và giúp Sinbad lấy được một tay của nó. Cậu giơ kiếm lên dùng phép thì đột nhiên tay kia bay về và cướp đi cây kiếm của cậu. À phù thủy xuất hiện trở lại. À "Ta cướp lấy thanh kiếm và cho biết ả à không sợ chết vì đây cũng chỉ là cơ thể già. Anh trai Dragon gửi vài lời đến thằng em, hắn cho biết Dragon đã được thăng lên làm liệt sĩ vì gia tộc không cần kẻ bất tài như cậu ta. "Đã vậy còn để ý đến công chúa và là vợ tương lai của hắn nên ngoan ngoãn mà chết ở đây, cậu ta sắp bị quái đập thì Hina đã đến cứu để rồi chính anh lại rơi vào nguy hiểm. Cậu cố lấy vũ khí của Hina để lao đến chiến đấu thì hoàn toàn vô dụng. Hina giờ đã hiểu ra bản thân chẳng thể như Sinbad dù có được sức mạnh" Anh chỉ xem đó là cách để bản thân trốn tránh con người thật của bản thân. Anh quyết định sẽ chiến đấu với con quái đó bằng chính sức mình xem như là bài kiểm tra mới để thành chiến binh. Anh đã tụ lực vào vũ khí nên Sinbad đã lo liệu việc đánh lạc hướng. Cậu bị ả à phù thủy trói lại và bị tóm nên Dragon đã đâm vào đầu nó để nó thả Sinbad ra. Cậu ta tuyên bố bản thân sẽ mặc kệ đất nước và ngày nào đó sẽ về từ chiến với anh trai để chiếm lấy công chúa. Nhờ cả hai thu hút chú ý nên Hina đã vận chiêu xong và ném thẳng vào người con quái. A à, Phu Thủy đã mất cảnh giác và Xin Bát đã đến lấy lại kiếm. Hai người kia được cứu nhưng phần linh hồn tà ác đã chuyển vào cậu nhóc sát thủ. A à, Phu Thủy quyết định hy sinh mạng sống của cậu nhóc để hồi sinh quỷ. Xin Bát đã làm liều và đưa tay vào trong với hy vọng kéo linh hồn tà ác ra. Cậu được đưa vào ký ức của cậu nhóc và thần đèn ban xin cậu hãy cứu được nhóc này khỏi bóng tối. Trong lúc đó, hai bản thể tốt xấu của đứa nhóc đã cho ta biết cậu ta là Ra pha Vì được nhận vào tổ chức sát thủ nên cậu ta được lệnh phải ra tay với bố mẹ cậu ta đã ra tay và giờ thì rất đau lòng vì quyết định lúc đó xin bát đã chứng kiến việc gia pha đã tự chia bản thân ra hai bản thể để dối lòng nên cậu muốn gia pha từ giờ đừng dối lòng nữa vì cậu sẽ cho gia pha một nơi để trở về cậu sau đó đã dùng chiêu để hút linh hồn tà ác ra khỏi người gia pha cậu nhóc đã được cứu và thần đèn mèo thấy cậu thực sự đã làm được điều gần như không tưởng và giờ là phần lập giao ước ai nấy đều chấp nhận cậu làm vua nên cậu sẽ là người nhận sức mạnh cậu và mọi người đã được đưa ra khỏi hầm ngục cùng với kho báu Cả làng đã đến đây để đón họ. Hina giờ đã được công nhận là một chiến binh thực thụ. Dragoon vẫn sẽ lên đường trở về và dù biết là nguy hiểm nhưng cậu ta vẫn còn thứ phải bảo vệ. Sinbad đã lén cho cậu ta ít năng lực. Dragoon sẽ theo cậu nếu không vướng lấy nghĩa vụ và công chúa. Sức mạnh đã bay vào bông tai của cậu ta và câu chuyện về sức mạnh sẽ có ở tương lai, lúc trở về. Hina đã tự hào nhận lấy danh hiệu chiến binh. Đêm đó anh xin được rời đi với Sinbad, cha đồng ý và sáng hôm sau anh cùng xin bát đã đi cầu hôn người mà Hina để ý lâu nay. Đó là con gái của bộ tộc bên cạnh, tộc trưởng này muốn biết anh sẽ làm được gì để chăm sóc con gái ông. Anh chưa dám hứa trước điều gì nhưng anh sẵn sàng chia sẻ mong muốn và nguyện vọng của cô. Xin bát sau đó đã rời đi và thiết lập được hợp đồng thương mại với vùng đất này. Cậu từ một người đã chinh phục hầm ngục giờ đã trở thành một thương gia trên hành trình. Gia Pha được giao cho làm công việc người bán hàng. Nhưng cậu ta ứ chịu nên bị vợ của Hima là Du Mu chặt cho một cú mém thì bể đầu cô muốn họ phải cẩn trọng để không mất thanh danh hina thấy vợ quá được và hợp cho giáo viên cả hai bị dạy cho đủ thứ môn học cần thiết và bị ép đến mức học không nổi nữa chưa đến thì phải học cách ăn uống lịch sự ăn mà thiếu phép tắc là đắp chiếu ngay ăn xong thì lại học tiếp hina định rủ hai người bạn mới đây đi chôm tí rượu để nhậu nhưng thấy du mù đang kia đang quá ghê gớm thì họ nghĩ lại sau nhiều ngày di chuyển nhóm xin bất đã chính thức đến được đất liền và nơi này chính là đế quốc đã từng giao chiến với nước của xin bát đây được cho là một DOT nước mạnh với lãnh thổ rộng nhất thế giới. Thành phố Cảng là nơi thương mại lớn nhất đế quốc và là mắt xích thương mại của cả thế giới. Cậu đến đây thì đã nhớ đến Darius, người đầu tiên cho cậu mong muốn được đi phiêu lưu. Cả đoàn sau đó đã đi bày bán hàng hóa độc quyền chỉ có ở bộ tộc Hina. Cộng thêm lời dỗ khách ngon ngọt của Sinbad thì ai nấy đều muốn mua. Nhưng cậu bị quân lính tìm đến hỏi giấy phép buôn bán, sẵn tiện thì cậu nhờ họ giúp luôn. Họ chỉ cậu đến thương hội đăng ký xong thì mới được bán. Đột nhiên một người mang áo choàng bí ẩn tìm đến và muốn mua lại toàn bộ hàng của cậu và anh ta là người của thương hội nên chẳng sao. Cậu đồng ý nhận lấy hợp đồng và bán lại với giá là một bịch tiền này, nhưng xin bát vẫn thấy có gì đó không ổn. Tối đó, cả nhóm nhận ra hàng của họ đã được đem ra bán lại và giáp thì gấp 5 đến 10 lần. Biết là bị sờ cam nên nhóm của xin bát không thể để yên. Họ biết trước mắt là phải có giấy phép thì mới được quyền khiếu nại về việc tên này bán đội giá lên. Họ biết bản thân chỉ mới là lính mới nhưng xin bát thấy đây mới là thú vị. Vì đối với cậu, việc giá trị đồng tiền xoay chuyển đều bị thương nhân nắm trong bàn tay nên đánh bại được những người đó mới là thú vị. Cậu sau đó đã nhờ mọi người về lại quê nhà để lấy thêm hàng còn cậu sẽ tiếp tục hành trình xin giấy phép. Cậu biết bản thân cần phải học thêm nếu muốn làm vua, nhưng trước tiên thì phải có thực mới vực được đạo. Cậu vào chợ với một đồng thì gặp lại người thương nhân lúc sáng, cả hai đã đi ăn và anh ta là Haron. Hai bên đều biết nhau nhưng xin Bát không cay mà cậu nhận thua vì thiếu hiểu biết khiến anh thấy cậu rất thú vị. Anh cho biết hàng hóa của cậu rất mới mẻ nhưng lại bỏ lỡ thời gian tốt để bán. Trên hết, anh ta thắc mắc sao cậu lại có thể thương lượng được với bộ tộc đó trong khi anh thì vẫn chưa thể làm được. Cậu nhớ lại lời du mu dạy và chỉ cười chứ không tiết lộ nếu anh ta không thành bạn với cậu. Nhưng anh ta cần lý do nhiều hơn để làm điều đó nên cậu đã phô diễn tí sức mạnh và kể Hà nghe việc cậu đã chinh phục hầm ngục ra sao. Anh ta thấy cậu càng thú vị hơn và sau khi nghe mong muốn thay đổi thế giới này, anh ta thấy cậu vẫn còn non nớt. Nên nếu cậu chứng tỏ được bằng việc vào thương hội thì anh ta sẽ giúp. Trong một tháng, cậu phải kiếm được 1.000 đồng vàng làm phí gia nhập và anh ta sẽ viết thư giới thiệu cậu vào. Anh ra về và xin bát không biết phải làm gì để kiếm ra 1.000 đồng vàng trong một tháng. Cậu cũng không biết Hà là ai và anh ta cũng đã thanh toán cho cậu tiền phòng để cậu ở. Xin bát nhìn vào thanh kiếm thì nảy ra một ý tưởng. Một tháng sau, Hà quay lại và biết được một tháng vừa qua. Cậu đã đi biểu diễn năng lực và dùng câu chuyện về hành trình để kể lại và nhận tiền từ mọi người. Haron thấy đây đúng là cách mà một phiêu lưu giả sẽ làm để kiếm tiền. Nhưng cậu vẫn chưa đủ nên xin thêm Haron vài ngày. Nhưng anh trả tiền cho cậu như là phí khi xem cậu biểu diễn. Anh quyết định sẽ hỗ trợ cậu như một người bạn. Đột nhiên quân lính chạy đến tìm Haron nên họ giới thiệu cho cậu luôn. Rằng anh là vua của một nước lớn. Trong lúc đó, Pha đang cực khổ học hành. Cậu ta không chịu được và đòi bơi về. Jumu đã giảng giải cho cậu ta về việc cậu ta đến đây tìm sự cứu rỗi nhưng trong lòng thực chất cũng muốn bảo vệ xin bát nên đây là điều cậu ta cần để báo đáp lại. Cô sau đó cũng cho biết bản thân đã mang thai và người của bộ tộc cô thì sinh rất sớm nên có thể ra pha cũng sắp có em trai, quay lại với xin bát. Cậu đã có thư giới thiệu và Harun muốn cậu tổ chức một buổi diễn ở nhà hát và dùng câu chuyện của cậu để quảng cáo tên tuổi. Vì nơi này có đấu trường và nhà hát là hai nơi được chú ý nhất. Về đấu trường thì nó rất nguy hiểm nên trình diễn vẫn sẽ an toàn hơn lúc ra về. Quân lính có nhắc Harun về chuyến đi tham dự yến tiệc hoàng gia thì anh quyết định đi muộn chút. Sáng hôm sau, hai vợ chồng Hina đã có đứa đầu lòng và đặt tên là Jiku. Rafa được cho làm người trông trẻ và hết bị cha mẹ hành giờ lại đến đứa nhỏ hành. Còn bát thì đã làm ra một buổi diễn và kể chuyện rất hoành tráng. Sức mạnh này rất mới mẻ và được đánh giá cao. Câu chuyện của cậu được lan truyền khắp nơi. Ngày qua ngày, những buổi diễn của cậu liên tục chật kín người. Cậu xem đây là đại thành công nhưng vẫn nhiều người chưa duoc nghe qua và những người đó toàn là người ở trong đấu trường. Sáng hôm sau, hội kia đã về đến cảng và hai vợ chồng Hina sẽ ở lại tàu nên giao lại con trai Jiku cho Rafa trông vì cậu nhóc và Rafa có vẻ đã thân với nhau hơn. Sinbad sau đó đã tìm đến đấu trường để kể chuyện nốt. Cả nhóm tìm đến đây và biết Sinbad thời gian qua đã làm cách này để gia tăng danh tiếng. Rafa thấy em trai đã đi mất nên chạy đi tìm. Cậu phát hiện Jiku đang ở trong tay một con quái thú của đấu trường. Đang vui chơi thì Rafa hét lên khiến con thú nổi loạn pha quyết phải cứu được Ziku. Cậu ta đã dùng cặp dao chói quanh người con thú và định kết liễu thì nó đã đánh trả. Cậu ta nhớ ra lời dạy và mục đích của cậu ta nên đã lao đến và bằng cách nào đó lại dùng được năng lực từ Sinbad và tạo ra một lưỡi điện khiến con khỉ ngất đi. Ziku đã an toàn và cậu đã ngất đi. Khi tỉnh dậy thì pha đã được Sinbad đưa ra ngoài. Cậu kể cho Sinbad nghe về chuyện cậu ta dùng được năng lực thì hẳn là do thần đèn đã chia sẻ sức mạnh cho cậu ta. Lúc về quán trọ. Jumu cảm ơn cậu vì đã cứu con cô và xem ra pha là người quan trọng với cô. Sáng hôm sau, cả nhóm bị sốc khi cậu đã xây được thương hội cho riêng mình. Haron sau đó đến thông báo việc anh sắp phải ra về và muốn cậu nên viết cho bản thân một cuốn sách. Anh về nước và dặn Sinbad có dịp thì qua một chuyến và anh sẽ cho cậu hợp đồng làm ăn với đất nước anh. Sinbad biết bản thân không thể dậm chân tại chỗ nên việc kinh doanh này sẽ là gây quỹ cho đất nước sau này và sau đó cậu cũng đã cho làm ra một cuộn giấy về hành trình của bản và lại rong bùm đi đến một hành trình mới họ sau đó đã đến một đất nước mới ở sâu trong núi gia cho biết đây là nước có chất lượng kim loại lớn nhất thế giới nơi này từ chối giao thương với mọi nơi khác nên họ sẽ cố chinh phục bằng được để giao thương hina khá lo lắng cho vợ con và hai đồng nghiệp ở thương hội nhưng xin bát tin họ sẽ hết mình quản lý thương hội với cả cậu cũng muốn được đi phiêu lưu cả nhóm đã chính thức đến đất nước kia và nơi này là một vương quốc được xây dựng trên núi là một đất nước tín ngưỡng và thờ cúng những vị thần cổ xưa cho nên họ xem đất nước nào là nhơ bẩn thì sẽ từ chối giao thương với nơi đó họ vừa đến thì bị người dân xem là đến từ thế giới dơ bẩn nên né đi cả ba bị quân lính đưa đến gặp quan thần và ông ta từ chối giao thương nhưng cậu biết nơi này đang làm ăn với đế quốc nên ông ta cho biết vua của đế quốc thấu hiểu đức tin của nơi này và giúp đỡ họ nghe vậy thì xin bát cũng muốn kết bạn với nơi đây và việc đầu tiên cậu cần làm là đi tìm các kỵ sĩ các kỵ sĩ là người quản lý giáo hội và chi phối người dân và đội trưởng cũng tên là darius mà chấp nhận cậu thì cả đất nước này cũng vậy cậu nhận thấy anh ta cũng có dấu ấn của thần đèn nên cố bắt chuyện nhưng liên tục bị làm lơ cậu quyết định mặt dày tìm đến trước cửa hội kỵ sĩ để cầu xin nhưng cả ngày cũng chẳng có tiến triển nhưng tối đó khi cả nhóm đang cùng nhau ngồi ăn và tán nhảm thì có người đã theo dõi gia pha nghĩ là nên lẻn vào nhưng làm vậy sẽ chỉ làm ra ấn tượng xấu đột nhiên một đứa nhóc chạc tuổi gia pha tìm đến và muốn nói chuyện với cả hai cô chủ quán đuổi đi vì đây là khu của du khách nước ngoài Cô sau đó đã giới thiệu với cả nhóm rằng đây là con trai của Darius tên là Michat. Cô muốn Michat về nếu không sẽ bị phạt, nhưng cậu nhóc thấy lâu rồi mới có người thú vị nên phải làm quen. Xin đã dùng kỹ năng cưa gái để dụ dỗ cô chủ cho Michat ở lại chút. Cậu ta được gia pha và Hina tiếp đón nồng hậu. Cậu ta ít khi được ăn ngon vì kỵ sĩ đoàn xem cái này là một sự cám dỗ. Vì nơi này có luật lệ hà khắc nên Michat muốn nghe thêm về thế giới bên ngoài xin bát đã cho cậu ta cuốn tự chuyện của bản thân và cho cậu ta xem sức mạnh của bản thân ra sao mi chat rất vui khi được ôm cuộn giấy về và cậu ta muốn được ra bên ngoài khám phá thay vì chết dí ở một nơi chán ngắt như này sáng hôm sau cậu ta lại định trốn đi thì bị cha phát hiện ông muốn mi chat phải làm đúng bổn phận của một người kế vị chức vụ vua kỵ sĩ và còn phải huấn luyện cho em trai và chuẩn bị để vào hội kỵ sĩ nhưng mi chat đã nổi loạn nên bị ăn một tát rồi mới có thể bỏ đi cậu ta đến gặp xin bát và xin được đi theo em trai cậu ta cũng theo đến và muốn anh trai quay về kế nghiệp cha nhưng cậu ta không chịu nên xin bát quyết định sẽ chỉ đồng ý nếu chuyện mi chat rời khỏi đây là công khai cậu ta quyết định là khi trở về thì sẽ tuyên bố rời kỵ sĩ đoàn tối đó hina đã đến gặp mi chat vì cả hai đều có chung cảnh ngộ vấn đề với gia đình nhưng anh đã chịu vượt qua chính mình để nói hết với cha sáng hôm sau cả nhóm hy vọng mi chat sẽ ổn đột nhiên xin bát gặp lại được junan Cậu ta thấy cả hai cũng đã tạm biệt nhau suốt hai năm và giờ Sinbad đã thật sự thay đổi. Junan cho biết hầm ngục đã xuất hiện khắp mọi nơi. Do đó nên nhiều nơi cũng đã xuất hiện những người có được sức mạnh từ thần đèn. Anh trai của Dragon và vua kỵ sĩ Darius là hai trong số đó, nhưng Sinbad không quan tâm vì cậu chỉ đến để ký hợp đồng giao thương. Junan háo hức xem cậu sẽ đối đầu với Darius ra sao và rồi biến mất. Trong lúc đó Michat đã đánh bại các kỵ sĩ và chỉ còn Darius nữa là chính thức tự do. Nhóm Sinbad đã tìm đến xem, ngoài mặt thì bảo đây là trận đấu công bằng. Nhưng ông già cậu chơi bẩn khi xài sức mạnh từ thần đèn mới có được và phản lại mọi đòn tấn công từ mi chat. Cậu ném cây thương đến và cố vòng ra sau để đánh nhưng năng lực kia vẫn quá áp đảo. Định xử tử mi chat theo luật kỵ sĩ thì xin bát đã vào cuộc. Cậu phô diễn sức mạnh giống như của Darius và yêu cầu một cuộc đấu với ông. Thua thì cậu chịu phạt, còn thắng thì cậu sẽ đưa mi chat đi và có quyền giao thương tại đây vì cậu đã cố ý để người dân biết về việc sức mạnh này không phải là chỉ có vua mới dùng được và đó cũng là điều Darius đã giấu người dân nên giờ ông phải chấp nhận lời thách đấu đó. Michat cố cảnh báo cậu về năng lực của cha nhưng cậu vẫn tự tin giao chiến. Sinbad đã vào cuộc và đánh võ hay phép đều ngang cơ với Darius, nhưng Sinbad thấy trận này còn quá sớm để gọi là ngang ngửa. Cậu sau đó đã mặc lên trang bị ma thần và cho họ biết đây là một dạng hoàn chỉnh của sức mạnh thần đèn. Đó là phủ sức mạnh của thần đèn lên cơ thể và chuyển nó thành trang bị ma pháp. Cậu giáng xuống một đòn xét và Darius có vẻ cũng chật vật để đơ lấy đòn này dù đã có giáp bảo vệ bên ngoài. Khi khói tan thì họ nhận ra Darius đã bị Sinbad đưa đi. Cậu thả ông rơi xuống núi và thấy năng lực ông cũng không tệ, nhưng cậu đã cho một chiêu để ông nhận ra chênh lệch giữa cả hai lớn đến đâu. Cả dãy núi bay màu trong chớp mắt nên Sinbad cho biết một người chưa thuần thục năng lực như ông thì không thể đánh bại cậu. Cậu cho biết bản thân không hề có ý định xâm lược dù cậu đủ sức làm việc đó cậu chỉ muốn liên minh với đất nước này và xin lỗi vì đã có những hành động lỗ mãng nhưng cậu phải làm điều này vì thế giới đã bắt đầu chạy đua vũ trang thần đèn nên sớm muộn gì thế giới cũng bị đảo lộn và chiến tranh sẽ nổ ra cậu không muốn chiến tranh nên sẽ nhắm đến ước mơ thống nhất thế giới hòa bình và để làm được cậu cần sức mạnh từ ông cậu sau đó đã cùng darius trở về cậu đã nói trận đấu vừa rồi là hòa và cho biết năng lực của cậu cũng là do thần linh ban tặng chứ không phải có thể đoạt được từ thần đèn cậu đã giữ bí mật và thể diện cho darius nên ông quyết định xem cậu như một đồng minh vì người đứng đầu đã chấp nhận nên quân lính cũng xem cậu như một môn đồ của thần linh michat sau đó cũng quyết định rời đi và darius đã nói thật với con trai về việc ông cũng từng mong muốn được ra bên ngoài nên việc ông cấm túc cũng phần nào là vì ghen tị nhưng giờ ông giao lại trọng trách và ước mơ đó lại cho con trai và cậu sẽ được xem như là một người hộ tống cho sinbad cậu ta đã quay lại với sinbad và được giao cho nhiệm vụ làm người liên lạc giữa sinbad với nơi đây em trai của Mi Chat đã tìm đến và thấy buồn khi anh trai đi. Nhưng cậu ta muốn em trai phải phấn đấu trở thành một kỵ sĩ như cậu ta để sau này có thể nhận được những nhiệm vụ và ra bên ngoài khám phá. Và cả hai cũng có thể gặp lại nhau. Hai bên sau đó đã chính thức chia tay và Darius nhớ lại mong muốn của Sinbad cũng giống như một vị thần cổ xưa trong tín ngưỡng của họ. Và nếu cậu chính là truyền nhân của thần quyền năng đã thống nhất thế giới xưa thì đây hẳn là định mệnh. Mi Chat giờ đã chính thức được nhìn thấy biển và càng quyết tâm hơn trong việc khám phá thế giới. Jafar cho họ biết về nơi sắp đến sẽ là vương quốc trên mây được cai trị theo chế độ mẫu hệ. Sinbad hứa hẹn là sẽ có gái sinh khiến mi chảy cả máu mũi. Sinbad và nhóm của cậu đã lên đường đến vương quốc trên mây. Nơi này nằm ở phía nam và sức ảnh hưởng cũng lớn không kém so với đất nước của Darius. Nơi này nằm sâu trong một khe nước và ngăn cấm mọi sự xâm nhập từ bên ngoài. Đột nhiên Sinbad và mi thấy có con chim to lớn bay trên trời. Con chim đã hạ xuống và trên đó là hai cô gái từ vương quốc trên mây. Họ chào đón cả nhóm của Sinbad nếu vượt qua được và đến được vương quốc. Sinbad lại trổ tài tán gái khiến hai cô kia ngại mà đi trước. Họ không biết nhóm Sinbad có thực sự qua được không vì đàn ông toàn là lũ dẻo miệng. Vừa cập bến thì Mi Chat và Sinbad đã phấn khởi chạy trước với động lực là gái sinh. Nhưng đi suốt một ngày thì Sinbad lại lết không nổi nữa. Hai người trẻ kia thì một người làm sát thủ người thì sống trên núi. Còn cậu thì không quen và định nhờ Hina cõng. Nhưng anh cũng nóng quá chịu không nổi mà chỉ cố để lết đến một khúc cần phải đi du dây thì xin bát nổi cái tính lười nên đòi sử dụng giáp thần đèn để bay cho nhanh gia pha đã giữ lại vì nơi này vẫn chưa được công bố về những hầm ngục nên nếu cậu phô trương thì sẽ bị xem là mối nguy hiểm thế là xin bát đã bị dần một trận và đến tối sau khi nghỉ ngơi thì cả nhóm lại lên đường chật vật mệt mỏi suốt đêm thì sáng hôm sau công sức đã được đền đáp khi họ đã leo lên tới đỉnh núi và đến được thành phố trên mây người nơi đây sống chủ yếu ở là ở trong núi và dùng chim để di chuyển Cả nhóm định đến lâu đài thì nhận ra cả nhóm giờ hôi vãi linh hồn, đi hỏi hai cô gái lúc trước thì họ cho biết là tắm sông hoặc đến khu đèn đỏ. Gia Pha muốn ra sông nhưng xin bát sợ mất mặt nên đi đến khu đèn đỏ. Cả hai tranh cãi nhau một hồi thì Hina nhận thấy nơi đây ai cũng làm việc chăm chỉ nên sẽ thật tuyệt nếu liên minh được. Cả nhóm sau khi tắm rửa xong thì cũng đã đến lâu đài của nữ vương, cả nhóm được đưa vào và chào hỏi người trên ngai vàng. Nhưng đây chỉ là phép thử mà nữ vương thật bày ra cô thấy chỉ toàn đàn ông nên không muốn tiếp vì cô chỉ xem đàn ông là thứ giúp duy trì nòi giống còn lại thì vô dụng xin bát đã bước lên và cố tán tỉnh nữ vương nhưng thừa sức nhìn ra trò mèo của cậu và cho quân lính bao vây kiếm của cậu có phản ứng khiến nữ vương nhận ra cậu cũng là một kẻ đã chinh phục thần đèn cô tức mất kiếm và cho lột sạch cả ba người trẻ nhất rồi ném xuống vực lên được thì trả còn hina bị giữ lại đây để làm thí nghiệm một thí nghiệm kinh khủng với người đã có vợ như anh ba thanh niên đã sống sót được ở dưới kia nhưng giờ vấn đề là lên kiểu gì gia pha muốn cả hai đeo lá lên rồi tính tìm quanh một lúc thì cả ba thấy nản vì đá thì đầu rêu sinh vật thì chẳng có nên đây gần như là một khu vực chết đang đói thì mi chát đã lấy ra ít thức ăn khẩn cấp được giấu trong khăn xếp đội đầu vì có hai miếng nên mi chát được một xin bát và gia pha cố nhường nhau và xin bát định ăn luôn thì mi chát bắt phải chia ra nhưng ít qua xin bát vẫn trụ không nổi đến đêm xin bát bật dậy thì giật mình vì có cả đống rắn ở đây cậu gọi hai người kia dậy nốt và nhận thấy rắn này đều có độc. gia pha đã đứng lên bắt lấy rắn và xé đôi nó để cho cả hai ăn. vì hồi làm sát thủ cậu ta cũng hay ăn thịt rắn để lấy sức và chỉ cần bỏ phần đầu thì sẽ không có độc nữa. suốt thời gian sau đó, xin bát và đàn em đã thích nghi được với cuộc sống này. họ xây được nhà từ lá và ăn thịt rắn để sinh tồn. cứ thế và cả ba đã không còn lo ngại bất kể điều gì nữa. vào một ngày như bao ngày, xin bát thì chuẩn bị rắn để ăn, gia pha thì đan ra vài miếng để sửa nhà. Mi Chát thì kiếm về được một khúc gỗ để chống thêm cho chắc chắn. Đang ăn uống thì đột nhiên Mi Chát đã nhớ ra lý do họ phải ở đây. Họ cần phải tìm đường lên lại trên kia chứ không phải thích nghi với cái cuộc sống này. Nhưng cả hai vẫn nhớ, chỉ có điều là sống như này vẫn thích hơn việc vật lộn bươn trải ngoài kia. Xin bát lại bắt đầu triết lý nhưng Mi Chát yếu cần mà cứ thế đi một mình. Cậu mò mẫm trong đêm thì vô tình dẫm trúng thứ gì đó. Sáng hôm sau mới biết thứ đưa về là một miếng thịt cừu, miếng thịt này đã qua sơ chế nên chắc chắn là không bình thường tí nào nhưng xin bát và gia lại quan tâm đến việc là có thịt ăn thay vì thắc mắc là nguồn gốc thịt đâu ra có đá quý dính trên thịt thì xin bát cũng vứt vì nó không ăn được xin bát sau đó có nhờ mi chát dẫn đến chỗ cậu ta tìm được thịt và khi đến đó thì lại có nhiều thịt hơn xin bát và gia tranh thủ hốt về ăn trước rồi tính đến mấy cái khác sau nhưng mi chát muốn tìm ra sự thật trước đột nhiên mấy con chim bay xuống và gặp hết thịt đi giờ ta đã hiểu đống thịt này là được người trên kia thả xuống. Mục đích là để thịt dính vào đá quý và cho đám chim gắp lên. Những đàn ông đến đây thì đều đã bị bẻ cong giới tính và làm tay sai cho những người phụ nữ. Còn ở dưới kia, xin bát cho hai đàn em nhặt hết thịt lại vì cậu đã có kế hoạch. Gia Pha nghĩ là xin có kế thật nhưng Mi Chát chỉ thấy cậu là một đứa cuồng thịt. Thịt sau đó lại được thả xuống và được đám chim gắp lên với đầy đá quý và cả ba thanh niên cũng đã trốn trong thịt để đi ké lên luôn. Cả ba đã nhìn ra được kế hoạch này của họ và biết là nếu ăn đi mấy miếng nhỏ thì chim sẽ không gấp được và họ sẽ thả miếng lớn hơn. Xin bác giờ mới tìm ra được thêm lời giải về việc đàn ông biến mất góc nào, thì ra là họ ở đây. Cứ nghĩ là bị ngược đãi nhưng họ cho biết ở đây trái với bên ngoài khi phụ nữ làm việc năng nhọc còn đàn ông lo mấy việc nội trợ và hậu cần. Xin bác sau đó đã tìm đến nữ hoàng để đòi lại hai món thần khí từ thần đèn và cô cũng mang giáo ra nghênh chiến với cậu, khác với Darius cô cũng có thể dùng được giáp thần đèn và đánh ngang ngửa với cậu nhưng cậu sẽ cho cô thấy bộ giáp thứ hai mà cậu có cậu dùng bộ này thì sẽ trở thành pháp sư chiến đấu tầm xa nên phải tránh để bị tiếp cận nhưng vũ khí của nữ vương là chó ba đầu và cho cô sử dụng được ba nguyên tố là xét băng và lửa cô tung đòn lửa cực mạnh vào xin bát cậu chỉ kịp đỡ nhưng cô cho thêm một chiêu nữa và nghĩ rằng cậu đã hẹo nhưng cậu vẫn chưa hề dính một chút sát thương nào và ở sau cô cô định dùng chiêu kết hợp cả ba nguyên tố thì cậu một lần nữa ở sau cô Cậu liên tục di chuyển đến những nơi mà cô không nhìn theo kịp, và đó mới là sức mạnh thật của thần đèn mèo. Nó khiến đối thủ bị chậm đi nhưng đối thủ thậm chí còn không nhận thức được. Cậu sau đó chỉ đơn giản đóng băng cô từ phía sau và kết thúc. Sáng hôm sau, cả ba được gọi đến gặp nữ hoàng và cô đồng ý hợp tác liên minh vì không muốn biến cậu thành kẻ thù. Nhưng cô muốn biết lý do cậu đi đến tận đây chỉ để liên minh thì cậu nói lại lý do đã từng với Darius, lý do về một thế giới không có chiến tranh. Nữ vương thấy cậu cũng đã liên minh được với nhiều nơi nên đã cho cậu biết về một ma thuật sư của đế quốc. Người có quyền năng rất lớn và đã sống 200 năm. Người đó có vẻ là người đã tạo ra những hầm ngục để chọn ra vị vua xứng đáng. Cậu nghi ngờ chính Junan là vị pháp sư đó. Nhưng nữ vương cũng không biết rõ lắm về vị pháp sư kia mà tập trung vào việc liên minh. Họ sau đó đã có thể ra về và Mi Chát muốn nhanh chóng đi vui vẻ. Nhưng đúng lúc này thì Hina mới được thả ra và anh đã sức cùng lực kiệt. Anh cố chấn an bản thân là chưa làm gì nên tội với vợ. Michat và Sinbad dù hơi ức chế nhưng rồi cũng quyết định vào phố đèn đỏ chơi và cả hai sốc khi được mấy anh lực điền phục vụ. Sáng hôm sau, cả nhóm đã lên đường và con gái cả của nữ vương sẽ là người đại diện đi theo cả nhóm trên hành trình tiếp theo. Nữ vương và các con gái cũng đã đến tạm biệt và cô con út đã tặng cho Sinbad một chiếc lông vũ may mắn trước khi cậu lên đường. Cả nhóm đã về được đến thương hội và nhân viên giờ đã nhiều hơn trước. Zumu thì được tin là đã về quê nhà một chuyến nên cậu vào tìm cậu bạn sát thủ mà Sinbad đã giao cho vai trò quản lý. Cậu ta đang chật vật với mớ sổ sách nên xin bát muốn cậu ta nghỉ tay để ra ngoài mở tiệc. Cậu giới thiệu hai người mới cho đoàn và tuyên bố từ giờ sẽ còn rất nhiều nơi để liên minh nữa nên muốn tất cả cùng cố gắng. Đêm đó, xin bát nhận thấy bản thân cậu đã gây dựng được cơ đồ như này thì tất cả đều là nhờ mọi người cậu đã gặp. Nhưng con sóng cậu nhìn thấy đều đã hội tụ về cậu vì cậu là một người đặc biệt. Phim đến đây cũng là kết thúc.